Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Tình cũ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy trước đây từng được khán giả yêu mến khi vào vai Quốc Si Tình trong Cổng Mặt Trời, nhưng anh lại không giữ được phong độ và sự nghiệp nghệ thuật sau 10 năm lại khá lận đận. Sau khi Mai Phương ra đi, công chúng lại một lần nữa nhắc đến tên anh như bố của La Vi và là tình cũ của nữ diễn viên. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng theo học ngành y nhưng sau đó quyết định bỏ dở và theo con đường ca hát. Nhưng vận may không đến, Phùng Ngọc Huy không nhận được nhiều sự chú ý. Tưởng chừng như phải bỏ cuộc, Phùng Ngọc Huy lại bén duyên với diễn xuất và tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Bước đệm đầu tiên chính là Cổng Mặt Trời, bộ phim giúp anh đoạt giải thưởng nam diễn viên truyền hình yêu thích nhất tại Mai Vàng 2010. Tình cũ Mai Phương còn góp mặt tại các bộ phim Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Nữ sinh, Tay chơi miệt vườn. Nhưng dường như cái bóng Quốc Si Tình trong Cổng Mặt Trời quá lớn khiến sản phẩm âm nhạc của Phùng Ngọc Huy đều không gây tiếng vang. Công chúng vẫn chỉ nhớ đến chàng Quốc trồng cây si. Chuyện tình ồn ào với Mai Phương và cuộc sống khó khăn tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy còn được chú ý khi hẹn hò với nữ diễn viên Mai Phương và sinh được một cô con gái. Tuy nhiên, sau 3 năm hẹn hò, cả hai đã đường ai nấy đi. Nam ca sĩ lên đường sang Mỹ để định cư, còn Mai Phương vất vả làm mẹ đơn thân. Chính việc này khiến Phùng Ngọc Huy nhận phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Thời điểm Mai Phương bị phát hiện ung thư, cộng đồng mạng đã liên tục chỉ trích khi anh không có động thái về nước thăm tình cũ. Đến khi nữ diễn viên qua đời, sự chỉ trích này ngày càng dữ dội hơn vì cho rằng Phùng Ngọc Huy phụ bạc Mai Phương, bỏ mặc con gái La Vi. Trước sóng gió bổ vây, tình cũ Mai Phương vẫn chọn cách im lặng. Tuy nhiên, sau khi lo sợ bé La Vi bị ảnh hưởng sau khi những thông tin không đúng tràn lan trên mạng, Phùng Ngọc Huy đã chính thức lên tiếng: "Tôi là bố hợp pháp của bé Thiên Như, La Vi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cho cha con được ở bên nhau, để cho con bé có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp nhất trong khả năng của mình." Bên cạnh đó, nhiều bạn bè của nam ca sĩ cũng lên tiếng bênh vực. Thực tế, Phùng Ngọc Huy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Mai Phương và cố gắng hỗ trợ bạn gái cũ nuôi con. Nhưng Mai Phương biết rằng tình cũ không mấy dư giả nên chưa bao giờ đòi anh chu cấp. Có thông tin cho biết cuộc sống của Phùng Ngọc Huy khá chật vật. Anh phải liên tục chạy show, thậm chí là nhận lời quảng cáo, bán đồ ăn vặt để trang trải. Thậm chí khi Mai Phương mất, một số người đã mò vận trang chủ công ty nơi anh đang làm việc, chửi bới và yêu cầu phải dừng hợp tác kinh doanh với Phùng Ngọc Huy. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.